Như chúng ta cũng biết, đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 6 năm 2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên bang Nga và một năm trước thềm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm của Tổng thống Nga lần này đánh dấu lần thứ 5 ông Putin sang thăm Việt Nam và Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất được 6 lần đón tiếp các Tổng thống Nga. Điều này cho thấy các nhà lãnh đạo Nga đánh giá rất cao mối quan hệ với Việt Nam. Vậy bạn có biết lý do vì sao mà Nga lại vô cùng xem trọng Việt Nam, đặc biệt là lúc này hay không? Vâng, ngoài chuyện Việt Nam là đối tác truyền thống hữu nghị của Nga ra, thì nguyên nhân chính còn là vì đất nước hình chữ S hiện là nút thắt giúp Nga gỡ rối tơ vò cho mình. Trong video số ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn về vấn đề này. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé! Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 1 năm 1950, quan hệ giữa hai nước Việt-Nga phát triển rất mạnh mẽ. Đến tháng 3 năm 2001, hai nước ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Tiếp đến, vào tháng 7 năm 2012, hai nước quyết định nâng tầm quan hệ bằng việc xác lập khuôn khổ hợp tác mới là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhìn lại lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Nga trên chặng đường hơn 70 năm qua, có thể thấy mối quan hệ giữa hai nước luôn nồng ấm và tin cậy, ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ. Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện giờ. Còn ở thời điểm hiện tại, khi mà Nga đang bị phương Tây cô lập, đất nước hình chữ S đang trở thành một cứu cánh của người anh em thân thiết này vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất là vì chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam sẽ giúp thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt-Nga vào thời điểm nhạy cảm. Nó khẳng định rằng Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Nga củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và làm sâu sắc hơn khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đã được xác lập. Thông qua đó, Nga có thể nói với Mỹ và khối đồng minh rằng mình hoàn toàn không bị cô lập. Nga vẫn còn có rất nhiều những người anh em tốt như Việt Nam sẵn sàng bất chấp lệnh cấm để thể hiện tình cảm nồng ấm đối với mình. Đặc biệt là khi Việt Nam nhất trí cùng Nga ủng hộ xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế dân chủ, công bằng, minh bạch dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Hai nước ủng hộ một cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương bình đẳng, không chia tách, mở cửa và minh bạch với vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng rất hoan nghênh việc Nga tăng cường hợp tác với tiểu vùng Mekong, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới. Hơn nữa, chuyện Việt Nam công khai đón tiếp Tổng thống Putin còn giúp cho nước Nga vô hiệu hóa lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế dành cho nhà lãnh đạo này. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng các tội trạng mà tổ chức ấy gán cho người đứng đầu nước Nga là thiếu cơ sở nên không được Việt Nam ủng hộ. Từ đây, Tổng thống Putin sẽ ít nhiều lấy lại được danh dự cho chính mình, đồng thời củng cố được uy tín của bản thân ở thời điểm nhiễu nhương này. Ngoài ra, thì Việt Nam còn giúp Nga dễ dàng lấy lại được vị thế trên chính trường, cùng với sự đón tiếp nồng nhiệt của người đứng đầu nước Nga trong chuyến thăm vừa rồi. Bởi vì chúng ta cũng biết, Việt Nam hiện là một trong số ít những quốc gia Đông Nam Á có mối quan hệ tốt đẹp với rất nhiều nước trên thế giới hiện nay. Cụ thể hơn, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 192 nước. Trong đó có tất cả các nước lớn. Việt Nam cũng có quan hệ kinh tế với hơn 221 thị trường nước ngoài và là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế quan trọng như Cộng đồng Pháp ngữ năm 1970 và Liên Hợp Quốc năm 1977. Mối quan hệ sâu rộng của Việt Nam đã giúp nâng tầm vị trí của nước nhà trên trường quốc tế. Mọi lời nói và hành động của Việt Nam có tác động rất lớn đến bạn bè và cả tổ chức quốc tế mà mình tham gia vào. Do đó, chuyện Việt Nam đón tiếp Tổng thống Putin sẽ mang đến tác động đáng kể trong cục diện hiện nay khi mà Nga đang bị phương Tây công kích, nói xấu và bao vây, cô lập. Còn nếu nói trắng ra thì Việt Nam chẳng khác gì bàn nâng nước Nga lên cao để thoát khỏi vũng bùn lầy. Mặt khác, chúng ta cũng cần lưu ý rằng Nga hiện nay còn bị Mỹ và phương Tây cấm vận kinh tế. Nó khiến cho nhiều nước trên thế giới e ngại hợp tác thương mại với Nga để tránh bị vạ lây trước cơn thịnh nộ của khối đồng minh hùng mạnh hàng đầu. Nhưng còn với Việt Nam thì không. Minh chứng là trong chuyến thăm của Tổng thống Putin, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm cho biết hợp tác kinh tế là lĩnh vực
trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Do đó, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả và sớm đàm phán nâng cao Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, đồng thời nỗ lực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc do các tác động không thuận lợi của kinh tế thế giới nhằm đẩy mạnh đầu tư thương mại song phương. Hai bên ủng hộ việc tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án then chốt trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp hai nước, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bên cạnh đó, hai nước cũng thống nhất việc tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giao thông vận tải, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, dạy nghề và lao động góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Nga và Việt Nam đã cùng nhau đặt bút ký vào 11 văn kiện hợp tác quan trọng. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt-Nga, bất chấp lệnh cấm vận kinh tế mà phương Tây đang giáng xuống đầu nước Nga hiện giờ. Qua đó cho thấy lệnh cấm vận của Mỹ và khối đồng minh không phải lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt là đối với các quốc gia có đường lối đối ngoại độc lập, đa phương hóa, đa dạng hóa như Việt Nam. Ngoài ra còn có một lý do khác cho thấy Nga đang cần Việt Nam hơn bất cứ lúc nào mà chúng ta cũng nên cân nhắc đến. Nó liên quan đến hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 8 tỷ đô la bị rò rỉ suốt thời gian vừa rồi. Theo trang tin The New York Times cho biết, trong vòng 20 năm tới, Việt Nam sẽ mua 8 tỷ đô la vũ khí của Nga bằng cách chuyển ngân qua sổ sách của một công ty liên doanh dầu khí giữa hai nước ở Siberia. Tức là Nga sẽ cung cấp vũ khí cho Việt Nam và Việt Nam sẽ chuyển tiền cho Nga thông qua doanh nghiệp này để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Và cũng theo trang tin này cho biết, đối với Việt Nam, việc mua sắm vũ khí Nga có cái lý của nó. Bởi Việt Nam từng là một trong 10 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Lâu nay, Việt Nam vẫn luôn phụ thuộc vào các loại vũ khí mà Nga cung cấp cho mình. Nếu tiếp tục mua sắm vũ khí của Nga, Việt Nam sẽ không tốn nhiều thời gian công sức và chi phí huấn luyện kỹ thuật, bởi vì đối với những lực lượng chiến đấu của nước nhà, vũ khí Nga là thứ đã vô cùng quen thuộc. Hơn thế nữa, nó cũng vô cùng tương thích với các thiết bị hiện có trong kho vũ khí quốc phòng, nên không cần phải nâng cấp hay cải tạo gì mà vẫn có thể sử dụng được như bình thường. Mặc dù thông tin trên chưa được hai nước Việt-Nga xác nhận, nhưng nếu đúng là như thế, thì bản hợp đồng này cũng giúp Nga gia tăng doanh thu quốc phòng đáng kể. Điều mà Nga đang rất cần hiện nay khi cuộc chiến ở Ukraine khiến cho Nga tốn kém quá nhiều. Như vậy có thể thấy Việt Nam đang đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Nga trong việc hóa giải thế bao vây cô lập của phương Tây và khẳng định lại vị thế trên trường quốc tế. Vậy nên không hề ngoa khi nói rằng Nga rất cần Việt Nam lúc này. Kính thưa quý vị, chuyến thăm gần đây của Tổng thống Nga đến Triều Tiên và Việt Nam đã gây ra những phản ứng không mấy tích cực từ phía Trung Quốc. Tất nhiên là như vậy. Việt Nam đang là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc. Không ai muốn Việt Nam ngả về phía bên nào. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một bài phân tích trên trang mạng Trung Quốc với tiêu đề Liên tiếp thăm Triều Tiên và Việt Nam, Putin vì sao phải vội vàng như vậy? Nhìn về phía đông hay là đưa thảm họa về phía đông? Bài viết này được trình bày bởi tác giả Trung Quốc như sau. Ngày 18 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, sau đó là Việt Nam. Lịch trình bận rộn này của ông Putin có thể được hiểu là do công việc của một nguyên thủ quốc gia, nhưng cũng gây ra nhiều thắc mắc. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra ác liệt, với quân đội Nga đang bao vây khu vực Kharkiv, tình hình rất căng thẳng. Vậy tại sao ông Putin không ở lại Moscow để ổn định tình hình trong nước mà lại đến thăm Triều Tiên và Việt Nam? Chuyến thăm Triều Tiên lần này của ông Putin diễn ra sau 24 năm kể từ lần thăm trước đó. Trước đây, ông Putin đã đến Triều Tiên trong một bầu không khí phấn khởi, được thừa hưởng sức mạnh của Liên Xô, thể hiện phong cách mạnh mẽ khi gặp lãnh tụ Kim Jong-un. Tuy nhiên lần này, ông Putin đã thể hiện một thái độ khiêm tốn hơn, với nhiều thành ý hơn khi gặp lãnh tụ Kim Jong-un. Cụ thể, khi máy bay của ông Putin còn chưa đến nơi, ông đã đồng ý ký kết một hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên để bày tỏ thiện chí. Ngày 18 tháng 6, ông Putin còn phát biểu trên báo Lao động của Triều Tiên rằng Nga và Triều Tiên sẽ nâng cao mức độ hợp tác song phương. Từ năm 2022, khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, hai nước Nga-Triều Tiên ở vào thế bị phương Tây coi là những cây gai trong mắt, không thể không ôm lấy nhau để tìm hơi ấm. Thương mại hai nước trong năm 2023 tăng gấp 9 lần và Triều Tiên cũng là một trong số ít nước trên thế giới ủng hộ hành động của Nga. Thứ hai là nhu cầu của hai nước bổ sung cao độ cho nhau. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin từ tháng 9 năm ngoái, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là Sergei Shoigu thăm Triều Tiên, ít nhất có 10.000 container chở 5 triệu quả đạn pháo từ Triều Tiên chuyển đến Nga.
Số lượng đạn pháo cực lớn này đã giúp cho hành động quân sự của Nga ở Ukraine tháng 2 năm nay dựa vào ưu thế hỏa lực. Quân Nga thuận lợi chiếm được Avdiivka. Sau một ngày ở Triều Tiên, ông Putin rời Triều Tiên ngay trong đêm để sáng sớm ngày hôm sau đến Hà Nội. Tiếp theo đó, ông Putin lại bận rộn ở Việt Nam. So với khi thăm Triều Tiên đích thân Kim Jong Un ra đón, thì phía Việt Nam không dành cho ông Putin sự trọng vọng đến như vậy. Người ra sân bay đón ông chỉ là trưởng ban đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung. Nhưng việc này cũng kích động sâu sắc đến thế giới phương Tây, đặc biệt là những người Mỹ có thần kinh mẫn cảm. CNN của Mỹ và Reuters của Anh bình luận rằng đây là một chuyến thăm hiếm hoi. Lần thăm viếng này, ông Putin không nghi ngờ gì đã khiến Mỹ, châu Âu và các đồng minh châu Á cảm thấy kinh hoàng. Sự lo lắng của Mỹ không phải là vô lý. Nga và tiền thân của họ là Liên Xô đã có thời gian dài trước đây là đồng minh của Việt Nam. Liên Xô không chỉ giúp Việt Nam từ thời chống Pháp mà cũng là một trong những nước đầu tiên công nhận nước Việt Nam độc lập. Bên cạnh đó, lần này Putin thăm viếng cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ năm 2017. Trùng hợp vào dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Nga ký kết Hiệp định Nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu hảo Việt-Nga. Thành viên nghiên cứu vấn đề quốc tế ở Thượng Hải là Triệu Long chỉ ra rằng trong thời điểm quan trọng này, Putin thăm hữu nghị Việt Nam chính là chạm đến thần kinh mẫn cảm của phía Mỹ. Mấy năm ngoái, nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện, Mỹ cũng không mong muốn Nga đột phá được mạng lưới bao vây về quân sự và chính trị ở châu Á-Thái Bình Dương. Điều này không nghi ngờ gì là có khả năng sẽ tổn hại bố cục chiến lược của Mỹ ở châu Á. Còn theo Trương Hoàng, thành viên tại Trung tâm Nghiên cứu Nga-Đông Âu-Trung Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì khi nhiệm kỳ mới của Putin bắt đầu chưa lâu, chiến lược ngoại giao rất rõ ràng chuyển hướng sang phía Đông. Mục đích viếng thăm Việt Nam của Nga rất rõ ràng. Một là củng cố hữu nghị truyền thống, hai là mở rộng hợp tác, ba là tăng cường sự đa dạng ngoại giao cho bản thân. Về hữu nghị truyền thống Việt-Nga, ở trên đã nói, còn mở rộng hợp tác là trọng điểm ngoại giao trong chuyến thăm lần này của Putin. Trương Hoàng chỉ ra rằng, Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu Á-Thái Bình Dương, có quan hệ không ngừng cải thiện với phương Tây, nhưng họ vẫn chưa từng gia nhập đội ngũ của phương Tây trừng phạt Nga. Cho nên đó là một đối tác có lợi cho Nga trong việc duy trì ảnh hưởng ở châu Á và phát triển kinh tế bản thân Nga. Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm khi gặp đại sứ Nga tại Việt Nam cũng nói Việt Nam trước sau luôn coi Nga là một trong những đối tác hợp tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Hai bên có tiềm năng hợp tác rất lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế đầu tư. Đây không phải là những lời nói suông. Theo thống kê của Nga, năm 2023, tăng trưởng thương mại Việt-Nga ở mức 8%. Còn trong quý 1 năm nay, đã có 60% giao dịch giữa hai nước sử dụng đồng rúp hoặc là đồng Việt Nam. Điều càng đáng chú ý hơn là trong 2 ngày Putin thăm Việt Nam, đã đạt được thỏa thuận với Việt Nam về quân sự và năng lượng. Trong đó có việc Nga chuẩn bị cung cấp cho Việt Nam khoản vay trị giá 800 triệu đô la để xây dựng trung tâm điện hạt nhân đầu tiên. Trạm điện này không loại trừ khả năng sẽ đặt tại biên giới Việt-Trung. Không chỉ có thế, Putin còn phát biểu trên báo Nhân dân của Việt Nam rằng Nga muốn giúp Việt Nam bồi dưỡng chuyên gia công nghệ hạt nhân. Không khó để thấy, so với Triều Tiên nhiệt tình với Nga thì Việt Nam đối với Nga có vẻ thờ ơ hơn bởi vì Triều Tiên không có lựa chọn, còn Việt Nam là một trong những chuỗi công nghiệp dự phòng của Mỹ trong quá trình phi Trung Quốc hóa. Nhưng một Việt Nam nhỏ bé thật sự có đáng để Tổng thống của nước lớn như là Nga phải hạ mình để tỏ lòng hay không? Xét về lịch sử, không khó để đoán rằng việc Nga tỏ tình hữu hảo với Việt Nam thì mưu lợi chỉ là thứ hai, khuấy động cục diện mới là số một. Từ số liệu kinh tế, mặc dù chiến tranh nổ ra nhưng kinh tế Nga không những không suy thoái mà còn tăng trưởng. Theo số liệu của Cục Thống kê Liên bang Nga, dù bị phương Tây trừng phạt nhưng quý 1 năm 2024, GDP của Nga đã tăng trưởng 5,4%, là một mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đi xuống. Nhưng về chính trị, quân sự Nga có thể gọi là chịu áp lực như núi đè. Năm 2014, khi mà khủng hoảng Ukraine xuất hiện, các nước xung quanh Nga như Phần Lan, Thụy Điển lần lượt gia nhập NATO. Bộ đội chủ lực của Nga đang bị mắc kẹt ở chiến trường Ukraine không thể thoát thân. Với Nga mà nói, nếu cả phương Tây tập trung lực lượng đối phó Nga thì mối uy hiếp vô cùng lớn. Bởi thế, Nga chỉ có thể kỳ vọng vào việc làm cho cục diện thế giới càng loạn càng tốt. Chỉ có các điểm nóng khác trên thế giới cũng xảy ra xung đột thì mới có thể phân tán lực lượng của phương Tây, khiến họ không thể tập trung đối phó Nga. Về điểm này, sau khi xung đột Palestine-Israel nổ ra, Ukraine không thể nào giành được thêm nhiều viện trợ quân sự, đó là một dẫn chứng. Từ góc độ này, khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, ông Putin đã đề ra chiến lược ngoại giao nhìn về phía Đông. Rất có thể đây là nỗ lực của Nga để chuyển những tai họa về phía Đông. Cho nên, Nga ký với Triều Tiên điều ước ở cấp độ cao nhất, dùng hình thức một mối quan hệ như là đồng minh quân sự để vũ trang Triều Tiên. Rất có thể là Nga muốn tăng tốc xung đột trên bán đảo này. Còn đối với Việt Nam,
việc ký kết các hiệp định kinh tế không chỉ giúp Nga có thêm một đối tác thương mại chất lượng cao, mà việc bồi dưỡng kỹ thuật hạt nhân cho Việt Nam tất sẽ dẫn đến nguy cơ cho bán đảo Đông Dương. Hãy nghĩ một chút, sau khi có công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân rồi, Việt Nam lại không muốn có vũ khí hạt nhân ư? Tổng kết lại, Putin lần này hành động bức thiết như vậy là vì những hành động đó có thể mang lại lợi ích quốc gia không thể đo đếm được cho Nga. Thứ nhất, từ Triều Tiên, giành được đạn pháo giải quyết vấn đề đạn dược trong xung đột với Ukraine. Thứ hai, thành công chuyển sự chú ý của Mỹ và phương Tây, giảm nhẹ áp lực từ phương Tây lên Nga, phản kích lại mạng lưới bao vây chính trị, quân sự của Mỹ. Thứ ba, tiến một bước nữa trong nâng cấp quan hệ đối tác, hợp tác với các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, thì quan hệ chính trị, kinh tế sẽ được củng cố tốt. Đứng về phía Nga mà nói, những động tác này là rất tốt. Nhưng Việt Nam và Triều Tiên là láng giềng của Trung Quốc. Nội bộ hai nước này xảy ra biến động gì thì đều sẽ ảnh hưởng tới Trung Quốc. Thưa các bạn, trên đây là bài phân tích trong một bài viết đăng ở trên mạng tin tức Tencent của Trung Quốc hôm 25 tháng 6. Theo tôi thì những phân tích này khá đáng chú ý, có thể tham khảo nhiều điều. Còn về quan điểm vũ khí hạt nhân, theo tôi là chưa chính xác bởi các lý do sau đây. 1. Cam kết quốc tế. Việt Nam là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT từ năm 1982. Hiệp ước này nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân và thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Việc sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ vi phạm cam kết này và có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt quốc tế. 2. Chính sách đối ngoại hòa bình. Việt Nam luôn nhấn mạnh chính sách đối ngoại hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. Việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc này và có thể gây ra căng thẳng với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. 3. Ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Việc sở hữu vũ khí hạt nhân có thể làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam hiện đang được coi là một quốc gia có trách nhiệm và có vai trò tích cực trong các diễn đàn quốc tế. Việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ làm xấu đi hình ảnh này và có thể khiến Việt Nam bị cô lập trong cộng đồng quốc tế. 4. Nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Phát triển và duy trì vũ khí hạt nhân đòi hỏi một nguồn lực lớn và có thể tạo ra nhiều rủi ro an ninh. Các cơ sở hạt nhân có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố hoặc các hành động phá hoại. Hơn nữa, sự cố hạt nhân có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho môi trường và sức khỏe con người. 5. Ưu tiên phát triển kinh tế và xã hội. Việt Nam đang tập trung vào phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân và nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Việc đầu tư và phát triển vũ khí hạt nhân sẽ tiêu tốn nguồn lực mà lẽ ra có thể được sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. 6. Môi trường khu vực và quốc tế. Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á, nơi có truyền thống phi hạt nhân hóa và các hiệp định khu vực. Như Hiệp ước khu vực Đông Nam Á phi hạt nhân, việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ vi phạm các cam kết khu vực này và gây ra căng thẳng với các nước ASEAN. Việc Tổng thống Nga đến thăm Việt Nam là mang nhiều ý nghĩa to lớn cho cả hai nước do đang cần quan hệ với chúng ta, nên Nga có thể sẵn sàng chia sẻ, cung cấp các công nghệ kỹ thuật mà trước đây có mua giá cao hoặc cũng không sẵn sàng bán. Chúng ta cần tôn trọng mối quan hệ và tận dụng những điều tốt đẹp nó mang lại. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!